Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Kính chào các quý đạo hữu Kính thưa các quý đạo hữu Hôm nay chúng ta bước sang chu kỳ thứ 10 Trong chương trình tu tập là Theo an cư kết hạ của chư Tăng Chúng ta hôm nay tu tập lầm trong ý Tại điều giác ngộ thứ năm đó là Nên Bồ Tát thường nhớ Luôn học rộng nghe nhiều để tăng trưởng trí tuệ và thành tựu biện tài rồi đem niềm vui lớn giáo hóa cho tất cả. Thì kính thưa các quý đạo hữu. Có một số bạn bạn ấy muốn đi xuất gia ấy. Thế nhưng mà bạn cũng nói với lại tâm trí hoàn quán rằng là cháu cũng muốn là cháu học rồi cháu đi làm thời gian để cho cháu thành tựu được những cái gì đó cháu cũng muốn là người có cái thành công ở đời đó, thành tựu ở đời thế thế thì hôm nay chúng ta xem xem trả lời cái câu hỏi đó là thế nào thế bồ tát luôn học rộng nghe nhiều để tăng trưởng trí tuệ và thành tựu biện tài thế thì chúng ta xem là những điều cần học cần nghe để thành tựu biện tài là những điều thế nào theo lời đức phật dạy nhé chứ không thì chúng ta sẽ Đin, nạc hướng có những người đi tu ấy, thì thế này cùng là bạn đồng tu thấy bạn của mình làm được nhiều việc quá mình bị tự ti xong lại sinh ra không học hỏi nữa các đạo hữu ạ nhé e tâm chí văn quán xin đọc văn kinh một chút thuở xưa có một vị phạm chí tuổi mới 20 mà có thiên tài bẩm sinh Mọi việc lớn nhỏ liếc qua liền biết, anh ta tự cho mình là minh triết, thề rằng quyết sẽ thông hiểu hết những kỹ thuật trong thiên hạ, nếu còn một nghề nào chưa thông thì chưa phải là minh triết. Đấy anh này anh ấy có một cái tư duy rất là hay phải không? Anh muốn trở thành người minh triết và anh có nhận định rằng nếu mà còn một môn nào đó chưa thông hiểu thì chưa phải là người minh triết tư duy đó là đúng Phải không? Là người giỏi nhất Là nó phải được biết hết được cơ Chứ nếu mà mới chỉ biết một ít thôi Chưa thể gọi là minh triết được Chúng ta ở đời ấy, Nhiều lúc chúng ta giỏi được một chút thôi Chúng ta đã ngã mạn rồi Phải không? Nghĩ mình là giỏi nhất rồi Làm cái gì cũng thấy nhất là trong đạo hữu của chúng ta ấy. Đôi khi chỉ làm một chút việc thôi Mình cũng nghĩ là giỏi nhất rồi Phải không? Và ở thế gian thế Ví dụ như là À, anh trưởng phòng thì quát lạt nhân viên nghĩ là mình giỏi nhất rồi anh giám đốc thì quát lạt ở dưới nghĩ là mình giỏi nhất giỏi nhất trong cái đám người đấy thôi phải không chứ đâu đã giỏi nhất đâu đúng không thì do đó cái anh phạm chí này đi du học với tất cả các thầy hay giỏi lục nghệ tạp thuật thiên văn địa lý y học thuật chấm áp núi nở động đất thông thạo kỹ nhạc cắt may thêu thùa nấu lướng bếp núc nói chung mọi việc ở đời đều biết chúng ta thấy cái trí tốt đâu à. để giỏi được như này là người ta nuôi cái trí là nuôi trí muốn trở thành một người minh triết chỉ vì một cái tâm muốn trở thành người minh triết mà người ta ham học đấy phải không các đại hữu học để cho mình trở thành người minh triết để cho mình được lưu danh đấy người ta phải có cái trí đấy người ta mới chịu đi học không có trí đấy có chịu đi học đâu phải không không có trí đấy thì tuyệt đối không học được cái gì không thành công được cái gì cả đấy anh này mình rất là phục đấy phục anh ấy lắm ấy. khi mà giỏi như vậy rồi thì phạm chí tự nghĩ thế này mình giỏi nhất chả ai sánh bằng bây giờ đi qua các nước thi thố tài nghệ chiết phục mọi người để danh vang bốn biển tên tuổi lưu lại trong sử sách sau này khi giỏi rồi thì bắt đầu mới nghĩ đến cái việc lưu danh thế sau đó thì anh này có đi đến khắp nơi thì đến một cái chỗ mà học làm tên ấy thì anh ấy thấy là anh vẫn chưa biết thế sau đó thì anh ấy bái vị thợ làm cung này để làm thầy để dốc lòng học hỏi không bao lâu anh ta đã biết cách làm cung chuốt tên khéo léo còn hơn cả thầy anh trả tiền công cho thầy rồi từ dã ra đi cứ như vậy anh ta đi sang đất nước khác anh ta lại học, học thêm cái nghề lái thuyền rồi làm thêm cái nghề xây cất cung điện cho nên là anh ấy anh ấy đã đạt được tới nắm vững mọi kỹ thuật kiến trúc và điêu khắc trang trí. Thế lúc bấy giờ anh ta đi khắp 16 nước trong thiên hạ thách mọi người thi tài mà không ai dám nữa rồi. Vì anh học hết các nghề thế gian rồi. Không ai giỏi bằng anh nữa rồi. Cái là cũng xuất sắc nhất rồi. Thế lúc đó giờ anh mới đi thì anh mới sinh cái tâm cống cao tự đại cho rằng trong đời này còn có ai hơn được ta nữa anh sinh cái tâm cống cao là không còn ai có thể hơn được khánh nữa thế lúc bây giờ đức phật mới ở tinh xá kỳ viên thấy cái người này biết rằng là sẽ độ được cho nên đức phật mới hóa ra một vị sa môn cầm tích trượng ôm bình bát đến trước cái cái anh phạm trí này thì anh phạm trí này anh đã sẵn có cái, cái ý của anh là cái gì anh cũng học vì anh muốn là anh biết hết và anh giỏi nhất để trở thành người minh triết. Đấy anh có cái ý đó cho nên anh mới anh mới hỏi Đức Phật. Anh mới hỏi thế này, tôi đi qua nhiều nước thấy nhiều phong tục phục sức mà chưa thấy ai ăn mặc như ông. Những vật nạ trong tông miếu tôi từng thấy qua, xong không thấy thứ nào giống cái bình bát ông cầm. Ông là ai? Hình dáng trang phục khác thường như vậy. Vị Sa môn trả lời, tôi là người tự điều phục mình đức Phật không nói tôi là Phật, mà nói là tôi là người tự điều phục mình. Các quý đạo hữu ạ, cái vị phạm trí ngạc nhiên nói tiếp, sao lại gọi là tự điều phục mình? thì bây giờ vị Sa môn tức là hóa thân của đức Phật mới nói thế này, thợ cung lo chuốt tên, thuyền sư lo lái thuyền, thợ mộc lo cưa đục, người trí điều phục mình, đức Phật dạy người trí khác nhé người trí là lo điều phục mình tại vì lúc trước đức Phật nói rằng là tôi là người điều phục mình thế ở phần khổ thơ thì Đức Phật đã dạy rõ người trí điều phục mình cái câu nói này của Đức Phật đấy để đánh bại cái cái tư duy sai lầm của cái cái anh chàng phạm trí kia nghĩ là minh chiết tức là biết cái gì nghề gì cũng phải biết và giỏi nhất Môn gì cũng phải biết giỏi nhất là người minh triết. Là người giỏi, người trí thì đức Phật chỗ này là sẽ đập vỡ cái sai lầm của anh này. Người trí điều phục mình như tảng đá to lớn, gió thổi chẳng động lay, người trí tâm an định, khen chê chẳng đổi thay, như hồ nước rất sâu, trong lặng, sáng một màu, người trí tuệ nghe đạo, tâm thanh tịnh hết sầu. Ở chỗ này là Đức Phật khẳng định cho anh ta biết người trí như thế nào mới được gọi là người trí. Thứ nhất là người biết tự điều phục mình. Thứ hai là khen chê thì tâm được an định không có đổi thay. Thứ nữa là nghe đạo thì tâm thanh tịnh dứt hết cả yêu sở. Dứt hết không còn cái gì khổ đau. Đấy mới được gọi là người trí. Tại vì anh này muốn là anh là người trí tuệ nhất, giỏi nhất, minh chiết nhất mà. Quý đạo hữu. Vị sa môn nói kệ xong bay lên hư không, hiện lại thân Phật với 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp trang nghiêm. Hào quang rực rỡ chiếu khắp đất trời, rồi Đức Phật lại hạ xuống đất nói với vị Phạm chí: "Đây chính là nhờ sức điều phục mình mà biến hóa ra trong đạo của ta." Đấy, tức là Đức Phật ngài biến từ một vị sa môn nước lẫy trở thành Đức Phật. Lại đúng nguyên hình Đức Phật là 32 tiếng tốt và 80 vẻ đẹp và tất cả những cái mà biến hóa của ngài có được đây là do ở trong giáo lý của ngài nếu ai điều phục mình thì sẽ đạt được điều đó. đó. Thế thì người cái người phạm trí mới quỳ mọp sát đất đảnh lễ rồi hỏi xin ngài cho biết yếu chỉ điều phục mình yếu chỉ để điều phục mình thì cần những cái gì? Đức Phật trả lời thế này Lâm giới thập thiện nục độ Bốn tâm bình đẳng Tứ thiền Ba môn giải thoát Chính là pháp yếu Điều phục mình Các kỹ thuật như làm cung lái thuyền điêu khắc Đều là việc hay giỏi trong thế gian Nếu để tâm ý buông lung Sẽ đi vào đường sinh tử Tâm chiếu quán xin chạch cái phần dưới này trước Tức là tất cả những cái mà giỏi ở thế gian này Nếu để tâm ý buông lung Tâm ý buông lung là có cống cao ngã mạn Các quý đại hữu rõ chưa ạ? Khi mình giỏi như thế Mình cống cao ngã mạn Thì sẽ đi vào đường sinh tử Còn nếu giỏi như thế Mà lại không cống cao ngã mạn gì cả Thì không đi vào đường sinh tử Đó Chúng ta xem là Đức Phật dạy học cái gì Để trở thành Trở thành minh triết Trở thành bậc có trí này năm giới thập thiện năm giới và thập thiện là một đấy các quý đạo hữu thân ba khẩu bốn ý ba mà thân không sát sinh không trộm cắp không tả dâm khẩu không nói dối nói lời hai nưỡi nói lời thêu dệt nói lời hắc khẩu đấy và ý không tham không sân và không si thân ba khẩu bốn ý ba nó trở thành mười trở thành thập thiện luôn lục độ lục độ tức là sáu độ bố thí Chỉ giới tinh tấn nhẫn nhục và thiền định bốn tâm bình đẳng tức là tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả các quý đạo hữu bốn tâm tâm từ tâm bi tâm hỷ tâm xả bình đẳng các quý đạo hữu còn chúng ta thì chúng ta chỉ từ bi đối với người tốt thôi còn người ác không từ bi được tôi là yêu thương tất cả thế giới này trừ cái ông chồng tôi đúng không ông gớm với tôi tôi riêng ông chồng là phải trả thù hay riêng bà vợ phải trả thù còn ai tôi cũng tha thứ được ai tôi cũng yêu thương được những trừ cái ông chồng và vợ này thế còn lúc trước thì tôi chỉ yêu cái người yêu của tôi thôi chứ cả thế giới này tôi không yêu tức là cái sự yêu nó không bình đẳng yêu quý nó không bình đẳng hoan hỉ không bình đẳng tôi chỉ hoan hỉ với những người phe tôi thôi tôi không hoan hỉ với những người phe khác phải không trong hai đạo tràng đạo tràng mình làm được cái việc phước thì hoan hỉ đạo tràng khác làm được việc phước thì không hoan hỉ Thế cho nên phải có cái pháp lục hòa đấy Hoan hỉ hết Không có ai ngoài cả Thầy ngơ quý đạo hữu Đấy Tứ thiền Thì tứ thiền này Thì cứ tu các Các giới rồi nó sẽ ra được Rồi chúng ta sẽ tập tu thiền Gọi là Ly ác ly bất thiện pháp Vào sơ thiền ấy. Thì chúng ta cứ tập Tứ tránh cần là sẽ được Ngăn ác diệt ác sinh thiện Tăng trưởng thiện Là sẽ được Thế rồi cứ tu dần Thì nó sẽ vào Thứ là ba môn giải thoát, ba môn giải thoát chính là giới định tuệ các quý đạo hữu ạ. Giới định tuệ chính là pháp yếu điều phục mình. Thế thì ở đây trong cái nội dung của chúng ta tu đó là nên Bồ Tát thường nhớ luôn học rộng nghe nhiều để tăng trưởng trí tuệ và thành tựu biện tài rồi đem niềm vui lớn giáo hóa cho tất cả. Thế ở đây chúng ta cần học cái gì? Cần học năm giới. Học thập thiện học lục độ bố thí, học tâm bình đẳng tứ vô lượng tâm bình đẳng, học về tam vô lậu học ba môn giải thoát giới định tuệ các quý đạo hữu ạ, nhé. trên chúng ta phải nhớ là chúng ta lên học cái gì chứ không thì chúng ta toàn là đi học những cái giống cái anh phạm chí lúc đầu kia thôi là học bắn cung làm nghề chứ thật giỏi. thế còn ở trong phần này chúng ta có bố thí, bố thí thì trong đó chúng ta cũng phải học các công nghệ phù hợp với chúng ta ví dụ như là cần phải nấu cơm thì chúng ta phải học nấu cơm để gì để bố thí cúng dường phải không đại chúng miễn là làm trong pháp bố thí thôi chứ không phải học để cho mình giỏi mà học để cho chúng ta có có cái phần phẩm vật có những cái duyên để chúng ta được gì bố thí cúng dường đại chúng ạ phải không chúng ta phải nghe pháp thì chúng ta mới hiểu pháp để đi bố thí được chúng ta phải thực hành pháp thì chúng ta mới thân giáo được không, các quý đạo hữu đó rất là nhiều ví dụ như là các đạo hữu làm được cái phận sự là trang trí thì các quý đạo hữu phải đi học cắm hoa thì mới bố thí được trong lục độ đấy các quý đạo hữu thấy đúng không lục độ là bố thí ba la mật thế bây giờ chúng ta cắm một nặng hoa nên trên cái phần thập phật chẳng hạn hay ở bất cứ đâu khiến cho đại chúng cứ hoan hỉ dẫn dắt dần đại chúng vào với Phật pháp thì cái đấy thuộc về bố thí ba la mật các quý đạo hữu rõ chị ạ cho nên là tâm chiếu hoàn quán mới nhắc các đạo hữu thế này kể cả chúng ta bày cái bàn cúng thí chúng ta biết rằng chúng sinh còn ưa về sắc trên cái gì cũng phải thấy đẹp thế thì khi chúng ta bày là chúng ta phải để cái tâm chúng ta đến cái mong cầu của mọi người người sống thì nhìn bầy nó cũng đẹp thì tâm sẽ được hoan hỉ còn những chúng sinh kia thì người ta về ta nhìn thấy đồ ăn sạch sẽ đẹp đẽ người ta cũng hoan hỉ vì hoan hỉ cho người ta vào pháp hội vì vào pháp hội cho nên họ được nghe kinh phải không nghe lời khai thị đó thì tất cả cái bố thí đó nó thuộc về bố thí ba la mật thế và cái bố thí ba la mật là bố thí như thế nào là bố thí dẫn dắt chúng sinh vào đạo các quý đạo hữu dẫn dắt cho chúng sinh giác ngộ thì thuộc về bố thí ba la mật đấy nhé chứ không phải vì mình không phải vì cầu danh không phải vì giống như là cái người phạm trí để cho nó giỏi rồi được lưu danh không phải thế mà là chỉ để một niệm dẫn dắt chúng sinh có duyên để vào dòng giải thoát thôi thì thuộc về bố thí ba la mật bỏ đi cái bản ngã của mình các quý đạo hữu rõ chỗ này chưa ạ Thế thì ở đây chúng ta phải học tất cả các ừ, các việc gì mà đến duyên của mình miễn làm lợi là ích cho chúng sinh là chúng ta phải học hết. Chứ có phải đi tu là không học gì đâu. Phải không? Lúc nào học giới là phải học giới. Lúc nào cần tu thiền định, phải tu thiền định. Phải tu. Đấy, lúc nào cần tu tứ vô lượng tâm, phải tu tứ vô lượng tâm. Cho nên bậc Bồ Tát là học như thế. Các quý đạo hữu nhớ nhé. Nhá. Cho nên chúng ta phải phân biệt người trí ở đời thì là học cái gì người trí trong đạo phật để phải học cái gì để tăng trưởng trí tuệ và thành tựu biện tài thì phải học các môn tâm chôn quán nhắc lại năm giới thập thiện và học tất cả những cái gì nhân duyên đến với mình để thực hành lục độ nhé miễn là dẫn dắt được chúng sinh thì chúng ta phải học bằng hết học phải học giỏi đấy phải cầu thầy mà học ví dụ như là chúng ta cần được phân công phận sự vào chỗ cắm hoa này chúng ta phải xem phải bảo người ta dạy cho mình để mình cắm cắm đẹp để còn mang đi cúng giường chứ phải không có quý đạo hữu để cho chúng ta có một chút cái phương tiện để bố thí cho người khác dẫn dắt người khác cho người ta có cái duyên vào đạo phải không quý đạo hữu đấy Thế ở đây có quý đạo hữu đã rõ nhé tất cả mọi môn học chúng ta phải học và học lâm giới thập thiện học các công nghệ để thực hành bố thí trong lục độ đấy và học bốn tâm bình đẳng tứ thiền ba môn giải thoát là bậc bồ tát phải học học rồi thì mới thành tựu được biện tài nhé rồi mới có thể giáo hóa cho chúng sinh được chứ không thì sẽ không giáo hóa cho chúng sinh được không tự độ độ tha được nha Thầy kính thưa các quý đạo hữu thì chúng ta đi vào phần các đề mục quán của hai ngày tu. Ngày thứ nhất, đề mục số 1 là mình kiểm tra lại cái tính ham học, ham thành tựu của mình có hay không có, nhiều hay ít. Phải có tính ham học, ham thành tựu thì mới được các quý đạo hữu Tại vì cái ông phạm trí này là do ông ham học, ham thành tựu cho nên đến lúc người ta vào học Phật Người ta mới ham học Phật, mới ham thành tựu cho mới được. Các quý đạo hữu rõ chưa? Chúng ta không có tính ham học, ham thành tựu thì chúng ta sẽ không thành công được và cũng không ai thành thánh được khi mà người đó lại không ham tu, không ham học, không ham tu, không ham thành tựu đạo quả. Và các quý đạo hữu nhé, cho nên đề mục thứ nhất của chúng ta đó là chúng ta kiểm tra lại cái tính ham học, ham thành tựu của mình có hay không tức là có cái tính đấy chưa hay là không có cái tính đấy và nếu có thì có nhiều hay có ít nha có hay không nhiều hay ít đây một quán thứ hai cái tính nhận thầy kính thầy thỉnh học của mình có hay không mình có cái tính không hay là không có tính đấy hoặc là có có tính đấy chưa đã có chưa hay là chưa có Tại vì cái người mà ham thích ham học ấy, Thì người ta phải ham nhận người khác làm thầy Hay thỉnh thầy dạy cho người ta Bất cứ một nơi nào người ta cũng tìm thấy vị thầy Cái người đó thì ở đâu học thầy Bởi vì là cái người đó ham học Ham thành công ấy thì là người ta cứ đến đâu cái Người ta biết, người ta tìm thấy đối tượng để dạy người ta ngay Và người ta ham học ngay Dù bị mắng cũng học, dù bị làm sao cũng học Miễn làm sao học được là học Phải không? còn mình đi đến đâu cái là mình đều nhìn thấy người ta không giỏi bằng mình toàn nhìn thấy cái điểm khuyết của người ta thôi thì mình không có cái tính tìm thầy kính thầy đấy chúng ạ còn khi mình đã ham học thì mình sẽ ham cái tính tìm thầy kính thầy bởi vì mình muốn thành công được thì mình sẽ nhận biết đây là người thầy của mình ngay thế rồi mình cung cúc mình phụng sự để mình học được chứ thì cung cúc phụng sự thì mới học được thì đấy là kính thầy đấy đấy chúng thấy không cho nên mình phải xem mình có cái tính đấy chưa cái tính là hay nhận người khác làm thầy để học rồi kính thầy để học không người nào có cái tính đấy thì mới có tính thành công để chúng rõ chỗ này chứ đó rồi mình xét về mình nữa ý thứ ba khi học có chuyên nhất cầu tài hay không hay là trước ham học sau lại chóng chán gọi là cả thèm chóng chán mình xem mình là người có ham học để cầu thành tài không hay mình chỉ là người học Rồi trước thì ham thích Sau thì chán lả Mình xem mình có những cái đấy không Thế rồi ý thứ tư Là mình phải hổ thẹn với cái tâm bất thiện cản trở pháp của mình Đó là cái tâm người học Không nghĩ đến việc thành công Đấy là cái mà mình phải hổ thẹn Mình phải từ bỏ cái tâm đấy rồi cái tâm không kính thầy không thỉnh thầy dạy cho mình không kính thầy có kính thầy thì mới thỉnh thầy dạy được các quý đạo hữu mình phải hổ thẹn nếu mình có cái tâm đấy không có thì mình phải hổ thẹn thế rồi mình lại hổ thẹn cái tâm không chuyên nhất kiên trì để cầu tài cầu thành công của mình mình phải hổ thẹn nếu như mình có cái tâm đấy mình phải hổ thẹn rồi mình phát khởi lên những cái tâm tâm thiện kia phải phát khởi lên tâm ham thích, ham học, ham thành tựu. Phải khởi lên cái tâm yêu kính quý thầy Thỉnh thầy dạy mình cung phụng được thầy, cầu tài. Và mình phải phát khởi lên cái tâm kiên nhẫn, kiên trì thành tựu cho mình. Đấy là hết cái đề mục quán ngày thứ nhất. Ngày thứ hai đối với năm giới thập thiện mình có vui thích thực hành không còn không tinh tấn ở giới điều nào ở thiện pháp nào đối với lại không sát sinh không trộm cắp không tà dâm còn người thì gọi là không dâm dục đấy những người nào mà người bỏ cái việc tà dâm rồi thì mình là không dâm dục nữa đối với những người gọi là tập tu xuất dai xuất ra thì phải thế à. khi có tâm dâm dục khởi lên mình phải biết điều phục còn trong các cái thiện pháp đấy thì mình còn yếu ở điều nào mình phải tự nhận biết ra nhé yeah. đề một quán thứ hai đối với tâm từ bi hỷ xả bình đẳng nhé yeah. tứ vô lượng tâm bình đẳng đã biết thực hành chưa đã chăm thực hành chưa bây giờ chúng ta đã tu chúng ta nhận diện ra chúng ta có tâm yêu thương thì tâm yêu thương này có bình đẳng hay không để phát triển lên cái tâm từ bi sau này nếu như chúng ta không không yêu thương bình đẳng thì chúng ta sẽ không có từ bi các quý đại hữu rõ chỗ này chứ mình không có tâm hỷ bình đẳng thì mình sẽ không có từ bi tâm chiến quán sẽ giải thích chỗ này để cho đại chúng rõ để chúng ta tư duy cái đề mục này ví dụ chúng ta yêu thương không bình đẳng ví dụ tôi chỉ biết đây là người thân của tôi tôi yêu thương tôi phục vụ tôi giúp đỡ thôi còn cái người kia nó không phải người của tôi Tôi không yêu thương, tôi không giúp đỡ Như vậy Thế thì làm sao mà gọi là từ bi, phải không? Từ bi là phải bình đẳng, không phân biệt Thế cho nên chúng ta sẽ tập Xem chúng ta đã có từ bi chưa Muốn có từ bi là phải có yêu thương bình đẳng Mới gọi là từ bi Này chúng rõ chưa này chứ Muốn có được cái tâm hỷ thì phải có hỷ bình đẳng Chứ không phải tôi làm được thì vui Mà người ta thành công tôi không thích Phải không? Người này tôi yêu quý họ thành công thì tôi thích người kia tôi ghét họ thành công tôi không thích tôi không hoan hỉ với họ tôi không giúp đỡ họ để cho họ thành công thế nhé thế rồi cái xả tâm ấy thì xem mình có tha thứ hay tha thứ cho người nào mà mà mình yêu quý còn cái người mình ghét thì mình không thể tha thứ được thì đấy nó không bình đẳng nhé Thế cho nên đối với tứ vô lượng tâm Đã biết cách thực hành hay chưa Có từ bi hỷ xả hay chưa Đấy phải thực hành như thế Thì mới gọi là biết cách thực hành Tứ vô lượng tâm nhé Và đã có chăm thực hành chưa Đối với việc Tu giới tập thiền Đã chăm tu chưa Hay là còn giải đãi Hay là còn giải đãi Thế nếu mà còn giải đãi Thì chúng ta không phải là người đang muốn là học rộng nghe nhiều để tăng trưởng trí tuệ đâu ạ. Thế đề một quán tiếp theo đó là phát tâm tinh tấn thực hành giới bố thí buông xả tập quán chiếu tư duy thiền quán thiền định để học theo hạnh Bồ Tát cầu vô thượng Bồ Đề thành tựu được biện tài để giáo hóa chúng sinh. Tức là tất cả các cái đề một quán trên kia chúng ta đã quán về chính bản thân mình rồi. Chúng ta thấy cái điểm nào yếu rồi Cái điểm nào tốt rồi Thì chúng ta phải phát khởi cái tâm tinh tấn Để học các cái điều này Năm giới thập thiện à, Lục độ Tứ thiền ba môn giải thoát nhé Là chúng ta phải phát khởi được cái tâm tinh tấn Vì có tinh tấn như vậy Thì chúng ta mới, mới thành tựu được trí tuệ biện tài Để mà làm lợi ích cho chúng sinh Chúng ta muốn giáo hóa chúng sinh thì chúng ta phải có biện tài Đức Phật còn có biện tài vô ngại Còn chúng ta vẫn còn bị trở ngại Vì chúng ta đang học mà Có khi có những điều người ta hỏi đến là bí gì không biết trả lời thế nào Đã thực hành đâu trả lời Đã không thực hành thì kiến thức sách vở nó chỉ có hạn chế thôi Phải không đại chúng? Mà chỉ có kiến thức sách vở thì trả lời rồi nó cũng không đúng Nó phải là học và hành cho nên đối với các việc năm giới thập thiện nục độ bốn tâm bình đẳng tứ thiền ba môn giải thoát là hoàn toàn phải thực hành vừa lý thuyết vừa thực hành đầy đủ đấy các quý đạo hữu ạ thành tựu được trí tuệ biện tài mới giúp cho chúng sinh giác ngộ và đồng hành với cái sự thành tựu của chúng sinh được cho nên chúng ta phải thực hành như thế nhé thế thì Trung quy lại là tất cả cái điều giác ngộ thứ năm là ngu si phải sinh tử nên Bồ Tát thường nhớ luôn học rộng nghe nhiều để tăng trưởng trí tuệ và thành tựu biện tài rồi đem niềm vui lớn giáo hóa cho tất cả thì chúng ta phải thấy rằng tất cả những cái trí ở thế gian thông minh ở thế gian kia nó chỉ là phương tiện kiếm sống cho mình trong cuộc đời này thôi để chúng rõ chỗ này chưa ạ nó không phải là trí tuệ mang đến hạnh phúc an vui cho mình và cho người. Đấy vẫn thuộc về dạng ngu si. Mà chúng ta phải cần thành tựu trí biện tài qua việc phải chăm học chăm tu để giải thoát cho mình và giúp cho người giải thoát. nhá. Thì qua cái bài kinh này chúng ta đã học được trọn vẹn cái pháp thực hành của điều giác ngộ thứ năm. nha. Qua cái bài kinh này và bài kinh trước hả? của kỳ số 9 đấy nha. Ê, tâm chiếu hoàn quán à, cũng chúc các quý đạo hữu chúng ta hãy chăm thiền quán để chúng ta có được cái sự an lạc trong lúc chúng ta ngồi thiền vì chúng ta giác ngộ thì sẽ có an lạc và nó sẽ có được những cái bước thành công trong cái việc định hướng cân đối giữa việc đời và việc đạo chúng ta phải biết song hành không quá nghiêng về việc đời mà phải tạo duyên cho mình để mình trở thành bậc có trí làm lợi ích cho mình làm lợi ích cho chúng sinh hãy chúc các quý đạo hữu tinh tấn nam mô phật bổn sư thích ca mâu ni Thank you.